chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi me chua đâm chồi sống khỏe, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355, cũng là số Zalo của em luôn. Và em xin cho cây me đầu tiên có mã số là 248. Cây này có cái củ tròn do, củ đặc luôn nha cô chú. Hoành củ là 42. Hoành thân là 19. Chiều cao 30. Rồi mã số 248. 450.000 em bao ship. Hoành thân là 18.
154 350 ngàn. Hoành đế 34, hoành thân là 15, chiều cao 35, 255, 300 ngàn. Trời nào dài quá em cắt ngắn bớt nha cô chú, vận chuyển xa nó có thể bị rụng lá, không sao hết nha cô chú. Mã số 255, 300. Trước khi gửi là em có tưới nước vô ẩm bầu hết rồi, không sao hết. Hoành thân là 13, chiều cao 45, 257, 280 ngàn. Hoành cũ là 40, hoành thân là 17, chiều cao 30, 260, 300 ngàn. Thank you.